Ok, thì trước khi xem video này, anh em dừng khoảng chừng là vài giây, lướt xuống dưới, ấn nút like cho mình nha mọi người. Và đừng quên là nếu như là người mới thì ấn nút đăng ký và ấn vào chuông và tích vào cái phần tất cả, để khi mình đăng những cái video mới, các bạn sẽ là người nhận thông báo đầu tiên ở những cái video mới kênh YouTube của anh em. Thì hiện tại là chỉ có 20% các bạn đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn lại tới tận là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Đó, nên là các bạn đừng quên là ấn nút đăng ký cho mình nha anh em. Thì mình hy vọng là 80% nó sẽ trở thành một cái con số siêu nhỏ, cỡ 5% thôi. Đây, thì ok. Rồi, bây giờ mình sẽ không nhiều lời nữa, chúng ta vô video nào. Let's go. Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình. Và mình là Hiền G đây. Tụi nay tiếp tục trở lại với một cái video mới về Minecraft Backworld. Cũng là thành viên của Nút Tim. Chào nào mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Backworld chơi đâu. Bình thường là các bạn một video bình thường như bao ngày thôi. Đấy thì ok, thì chiếc xe của mình thì anh em đừng quên cho mình một like nào, đăng ký và đừng quên là cái chuông. Các bạn đăng ký và chọn tất cả để không lỡ video mới từ kênh YouTube nha mọi người. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên Nút Tim hợp team nha. Ok. Rồi sau khi mọi người chọn màu xong thì bây giờ mình bắt đầu mình chơi đó các bạn ơi. Mấy hôm nay mình không có quay clip được các bạn là do mình mới đưa đi làm phẫu thuật mồm các bạn ơi. Ra là mình không có quay clip được, cái miệng mình nó sưng lắm các bạn ơi, không quay clip được, các bạn không cổm như. Ok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chiến cho các bạn coi. Lâu ngày chắc các bạn cũng đang muốn coi mình lắm đúng không? Đúng, ngày hôm nay có một cái rất là đặc biệt. Sửa mồm về là cắn hơn chị đau đi. À thế à, nói chung là ngày hôm nay có một cái rất là đặc biệt các bạn. Nhưng mà cũng không đặc biệt lắm đâu. Rồi, nhưng mà để xíu để các bạn sẽ biết. Rồi bây giờ chúng ta chơi Backworld một cách bình thường chứ đã. Mua đồ bọc giường chứa là tính sao. Tính ra cái lần mà mình chơi cái map này gần đây nhất thì chắc là cái video nào nhà. Video bị tan chảy thì phải, cái map này lúc đó nó bị tan chảy các bạn. Giờ cái map nó hồi phục trở lại bằng nó đã lấy được xanh sạch đẹp của nó rồi. Rồi đi thôi. Thì theo kinh nghiệm mình chơi map này nhiều thì mình sẽ qua bên kim cương trước các bạn ơi. Kim cương vẫn là điện. Qua test thử cái mồm mà. Qua có qua vụ qua test cái mồm luôn hả? Ok. Đấy thì nghe em nói rồi đấy là đang test cái mồm của em rồi đó. Ok chưa? Vâng qua đây. Ồ này các bạn thấy bắt lóng mượt không? Quá mượt luôn. Thế này không làm gì té qua nãy giờ sao mà té được, người ta đi không nói chơi thế này. Rồi kiên được 4 cục mang lồ mang về thôi. Được hai em hai kim cương. Không làm gì té qua nãy giờ sao mà té được. Không, thật ra nãy em đang ở F5 em nhìn trước cái mặt của mình thôi, không cái mình nhảy nhầm qua bên kia nó rớt luôn các bạn. Cay thế nhá. Sao mình té là banh lạng kim cương nhẹ. Rồi ngày hôm nay banh lại dắt anh chủ map đi đâu rồi chứ gì. Trời ơi chắc rồi, chắc là dắt đi đâu ăn này chắc luôn mày, chắc chắn 100% là đi đây. Banh vừa lấy khen mồm khang đẹp nên là thế à. Ok được được, nói chung là được. Mình lấy kim cương vậy tiếp, lần này mình sẽ không té đâu các bạn à, lần này mình rất là cẩn thận rồi, mình sẽ không té. Thấy con rời Dino đang đứng nhìn mình thì phải. Đứng nhìn nó đi. Muốn canh me bắn cung được đâu, xa lắm, xa lắm. Rồi bây giờ mình sẽ qua mid cho các bạn ơi. Chưa hết là ban đầu là mình thấy mình chết nhiều rồi đó. Lòng là mình chết một lần rồi đó. Tí mình mà chết nhiều rồi mình sẽ bật khả năng pro player lên là quýnh mấy niên này nha. Ui sợ quá, sợ quá. Xíu mình sẽ có một cái khả năng rất là đặc biệt luôn á, không có giỡn được. Ngày hôm nay mùi mà ngon lại. Ảo thế nhỉ? Ảo thế nhỉ? Chưa gì quay lại thấy anh đi rồi các bạn ơi. Trời ơi. Được được được, ok được được lắm, được lắm thôi. Đợi đi, mình mà chết nhiều mạng tí nữa là mình sẽ bật khả năng pro player của mình lên các bạn à. Mình sẽ chiến mấy anh niên này phải khóc thét luôn nha mọi người. Ok chưa? Rồi chúng ta kiên quyết qua đây lại không lo coi. Wow, kiếm kim cương luôn nội ơi. Ui anh mua hút luôn này anh đi này. Nãy giờ bên này là săn em rồi sao bạn ơi, nhiều lắm. Không qua đây, không qua đây. Nhau luôn với kia đâu. Bước qua đây, bước ra đây thì bước qua đây, bước qua đây. Có ngon thì đã mạnh rồi thì phải dám bước vào hang cọp đúng không? Y bây giờ mình chỉ mới là con mèo thôi các bạn ơi, mình chưa phải là con cọp. Ở đâu mà là con khủng long mà ảo thì cái chơi. Ok. Ui chiến thuật của banh này lạ lắm mọi người à. Bọc giường chắc quá trời chắc luôn rồi, bọc qua đường hai bên kim cương. Đúng không? Đúng không? Đấy chiến thuật của banh là vậy các đúng, bạn ơi. Đúng. À đúng, không đúng. Không. Giờ mình sẽ gọi là qua về nhà, qua bên miếng hay cục nào bạn ơi. Anh niên kiên riết lụm hết rồi các bạn à. Niên kiên riết lụm hết rồi, nhanh lắm. Niên ơi, hôm nay nhanh không? Có vẻ lâu ngày Zeno lại bắn cung gà rồi các bạn ơi. Cười cái gì, bắn cung gà thì nói. Ok. Ngày hôm nay mình sẽ chơi một cách rồi là chắc ăn luôn các bạn, mình sẽ không chết một mạng nào nha. Tuy là nãy giờ mới vô chết hai mạng rồi các bạn ơi, cứ từ cứ từ. Sai sai, cứ lại lo cho lại. Ok chưa? Rồi bây giờ mình chưa có bộc lộ sức mạnh nó vội các bạn, bộc lộ sức mạnh nó vội mấy anh đi này sẽ phải sợ sệt các bạn hiểu không? Đi sợ á. Ok, ở nhà là mình coi mua cung đi. Nếu mà bây giờ không đủ tiền mua các bạn ơi. À đây mình có cất giấu một vài xíu tiền. Giờ qua nhặt kim cương này. Ok. Rồi giờ mình chạy về các bạn. Ba cục kim cương thì mình sẽ nâng cái gì toa. Mình sẽ nâng protection nè. Đấy, hồi máu ở nhòa nè. Đấy, trời ơi lấp la lấp lánh cái bộ giáp này. Giờ lấy vàng mua mũi tên bắn cung thôi các bạn ơi. Tầm này là thanh niên kiên riết đang làm bá chủ qua cung mới rồi. Nên ra mình cũng hơi ráng. Nhưng mà cứ từ từ. Ráng cỡ nào mình cũng qua chiến lại được. Lại về các bạn ơi.
Mình thấy hình như Geno ngày hôm nay bắt block nhanh lắm mọi người ạ. Có khi nào Honey mấy ngày hôm nay mình không quay video Honey đã bật tập luyện lên không? Ồ, ghé là tập luyện. Ôi xem dính luôn kìa, ghê không? Nãy mình bắn đại mà xem dính các bạn ơi. Ảo mà là đại cái trời. Em thấy xa xa như có cái bóng dáng trắng trắng của ai ta? Chứ đâu nhìn đằng sau lưng có phải như em nghĩ không ta? Kìa. Đằng xa xa kia kìa, em nói thật mà, đằng xa xa kia kìa. Đằng sau lưng thật xa lắm, đúng không? Còn lâu lâu. Xa lắm. Ok, kìa, mình nói thật mà, Honey này không. Chạy về. Honey chạy về đồ ăn chúng rồi này, đồ ăn chúng rồi này. Ê. Ma rồi kìa. Ma rồi. Này. Trời ơi, đừng có giỡn với mình nha các bạn. Bắn cung hơi bị đỉnh. Ủa Honey phanh đang say cái gì nhỉ? Trời ơi, thanh niên này đừng có nói. Đấy là người phải phanh. À thế à, chắc không phải phanh đâu bạn ơi. Đúng rồi, không phải phanh. Phanh đi đang ở Kim Cương này mặt trời này, đang mua đồ ở nhà nè. Đi này giờ nhiều đó đó bạn ơi, nhưng mà một cái. Ủa ơi, nhảy cao. Mày phát lóc cao hơn, phát lóc cao hơn. Gì đây? Cái gì đấy? Trời ơi, hét hay sao ấy? Leo. Ơi còn nửa máu. Ừ qua đây, bước qua đây. Bước qua đây được đi tính. Bước qua đây này, bước qua đây này. Nãy giờ không bắn cùng rồi nhá. Này, bước qua đây. À đúng mà đi nhảy qua bóng cao mà được luôn, hay thiệt chứ. Ngoài cái hú nhảy cao này nhảy cao như thế này ta. Mình tưởng là nó chỉ nhảy đâu đó khoảng 3 block thôi bạn, mà nãy mình bắt cao 4 block đi nhảy qua luôn. Áo thiệt cái chơi. Được được, Honey này vô đồ mạnh lắm bạn à, mình đánh không lại nên hôm nay mình hơi ráng thôi. Cứ đợi lại lùa Bakachi với lại nãy mình cũng đang hết block bạn ơi. Đấy, chứ nhiều block là mình không có ngán Honey đâu các bạn ơi. Có Honey ngán mình, Honey ngán tận xương tận cổ luôn đó. Ok, rồi được lắm. Giờ mình sẽ bật cái tính năng lên cho các bạn coi. Đây rồi, ok. Ngày hôm nay là Bedwar rất là bình thường các bạn, nhưng mà nó cũng bất bình thường lắm anh em à. Đây, để mình cho các bạn coi cái tính năng ngày hôm nay là gì nha. Phần mềm thứ 3 à, không phải phần mềm thứ 3 đó chính là em mua bộ giáp mạnh hơn để em búng Thanh Niên thôi chứ không có gì hết. Ok. Rồi, mình sẽ cho bộ giáp kim cương nè. Rồi. Xong rồi. Đi em ơi, let's go bộ giáp kim cương của mình. Ok. Kiên Đức chuẩn bị rồi là bye bye, see you again. Kiên Đức là xưa giờ thấy ai gần của em chưa ta? Chắc là cũng thấy rồi, Niên này chơi sinh tồn nhiều mà các bạn nè. Chắc anh Niên này thấy đúng không? Thì chắc con này cũng không có lại gì với Kiên Đức đâu. Ngày hôm nay có một cái thử thách các bạn. Tại các bạn đặt thử thách cho mình là trong Bedwar bảo vệ bí ngô thì chắc chắn sẽ có bí ngô và sẽ có sắt, nên là mình sẽ grab block sắt để mình đi. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Có gì vậy? Ra đây. Ra đây chi ai gần đua lem của Hanger đi nào. Ra đây. Đừng có giỡn mặt ai gần đua lem. Ai gần đua lem cứu tao mày ơi. Oh yeah. Boy. Giỡn mặt với ai gần đua lem của Hanger, Kiên Rick không có giỡn được à. Ôi sao đi Kiên Rick anh đi no out of the for the work nhiều dữ vậy. Rồi, sao? Hai Niên là bị lỗi hay sao bạn ơi? Nhưng mà không sao, Hai Niên chuẩn bị hồi sinh rồi. Ui nó mạnh vậy. Mạnh không? Ra đây. Ra đây solo, có ngon ra đây solo. Quất. Ok, tao phải đứng mày nhìn quất phải quất chứ. Ok. Chạy à. Chạy đâu cho hát hả? Đứng lại. Ai gần của em? Nhưng trời ơi, ai gần của em ngu ngốc này, nó không quýnh. Trời ơi. Đúng rồi. Đây. Crit này. Giỡn mặt hả? Cái gì trốn đâu hết rồi nhỉ? Chớ ở nhà kiên quyết chưa đâu hả? Dễ bạn ơi, lụm được cũng nhiều tiền rồi. Sao Niên kia lên trên đó được hay nhỉ? Không có block nào xung quanh đây mình nhỉ? À, hình như là đi đường đằng sau. Geno! Đổ xuống. Để ý, trên đầu nha. Xíu nữa. Ồ, chúng mày kìa, ủa mình bắn đại mà xuống. Ảo gì cái chứ. Geno chuẩn bị phải gọi là khóc hét. Nó không vào được. Nó không vào được. Vào đi em. Vào đây nè em ơi. Nó không vào được. Nó không vào. Vào đây nè. Nè, con lươn em ngu thật. À, con lươn em ngu. Đồ, đúng rồi, đứng đó canh đi. Này dám chửi, bây giờ mình sẽ mua một đạn luôn các bạn ơi. Ok, sao đặt không ném được. À, ăn vào đi mấy con ơi, ăn cho no vào, đi quýnh cho nó lã nha. Ok. Đây, let's go. Mình sẽ đem cái này mình mua táo bạn ơi. Mấy Honey nó vẫn có thể đánh được mình các bạn ạ. Mình sẽ cầm theo là 10 con đi, 10 con. Đấy, mình sẽ đặt ở trong nhà của Honey luôn. Cho nó ở trỏng luôn các bạn à. Mỗi nhà mình sẽ đặt 10 con như vậy trong nhà mấy Honey luôn. Đấy, Honey chỉ cần xuất hiện thôi, nó sẽ đấm vỡ mồm. Ok chưa? Ôi da, mình thấy Honey Geno. Ủa, Honey Kirik mà. Honey Kirik qua nhà Geno kìa. Ủa, Honey này lại đi vòng qua đường bên Kim Cương rồi. Ảo vậy nhỉ? Honey này bắt đường ảo thiệt. Ôi, cái gì vậy? Con nào đánh tôi vậy? Mày thấy gì chưa? Các bạn đã sợ chưa? Đánh thằng này. Rồi chạy luôn.
thanh niên banh. Thanh niên banh nãy bắn mình đó bạn. Này, đánh đi anh em, đánh đi, đúng rồi, đánh đi. Này chạy. Chạy hả? Chạy hả? Nè, em đặt thêm nè, này. Bất tử. Bất tử này, bất tử này. Hay, hay lắm con trai của ta. Ôi ôi, đây rồi. Đây. Ủa, thanh niên chết liên tục nữa các bạn ơi. Thôi, lụm tiền. Uầy, nhiều tiền thế vậy nồi ta. Ai da, mua cái cung, lộn mua táo vàng đi các bạn ơi. Mấy thanh niên có thể đánh được mình, mình cần hồi máu anh em ạ. Mua hết luôn. Đứng lại, bro. Đó. Quá là APC ơi. Một công bằng, hai đánh một đã chột rồi bây giờ. Đấy, cho một đấy, cho một kìa, đánh đi. Đánh đi. Trời ơi. Nhanh vậy. Thanh niên banh đánh mà, không để ý hả? Thanh niên banh nãy giờ đang bắn mà. Ok. Oh my god, thanh niên này trên cao quá bạn ơi. Mình phải có kế hoạch đánh bật thanh niên này thôi. Ui rồi. Nhảy xuống rồi. Được, thanh niên này đang bắt cái đường rất là xa bạn. Con trai của ta, đừng có hư như vậy nha. Đố bắn được em á. Ê, thanh niên bắn đây. Gì này kia trước rồi. Bắn MC. Wow, đây rồi, tiền vô. Ây da, con trời đứng từ xa kìa. Trời đứng từ xa bắn kìa anh em à. Hài luôn á, mấy cái con này á, khi nào mà mình ra lệnh nó đánh này nó mới đánh được các bạn à. Còn người ta mà đánh mình là nó không đánh đâu. Ui rồi, giờ kẹt nhà thanh niên luôn rồi, vậy thôi đập giường à. Ở đó đi em đập giường, trời ơi. Bây giờ là chết một mạng thôi là anh niên đi các bạn ơi. Sao cái con này nó gõ hoài vậy ta. Áo thế nhờ, mày làm gì mày muốn quẩy hay gì. Ngồi quạt hoài. Mình sẽ đưa tụi này làm bạn đỡ cho mình các bạn ơi. Đi anh em ơi. Làm bia đỡ cho Kanger nha. Ok. Là anh niên Zeno sẽ không bắn cung được mình các bạn ơi. Tại mấy con này làm bia đỡ cho mình rồi. Yeah, em tới đây nó đây. Yeah, nè chạy cái gì Ai ô xi mà à, đứng lại ơ quẹo nhanh chứ. Chuẩn bị bắn cung gì. Mình té rồi nhưng mà mấy con đó đang dí theo thì phải. Ô đang dí kìa, dí về nhà thanh niên dê banh luôn anh em ạ. Ủa rồi xong tụi nó dịch chuyển theo mình về đây luôn rồi. Ôi ok giờ anh đi tháp kim cương các thứ rồi đó. Vậy hả, vậy có đánh bại được cái đội quân của em không mới là cái vấn đề đây nè. Rồi xong rồi anh đi kiên quyết hủy diệt luôn rồi. Thanh niên này được, ok mình hủy diệt anh đi kiên quyết, mình hủy diệt. Ủa anh đi cũng chết luôn rồi nè. Rồi tới công chuyện. Xong rồi. Về đây là xong rồi bé ơi. Bé ơi. Chạy vô, gõ. Đúng rồi. Quýt đi anh em. Quýt đi. Hụp. Ui. Bây giờ đập giường luôn bạn ơi. Để anh đi này sống dai quá là không có được. Đây mình đặt thêm vài con nữa. Trước để banh đổi địa điểm. À thế à. Đây. Ủa đâu rồi. Trời chạy mất chém luôn các bạn. Chạy nhanh như vậy. Ui, không có gì. Thanh niên chạy để đi là sao ta. Chuyển kiếp luôn bạn ơi. Chuyển kiếp là video sau thanh niên mới chơi được lại anh em. Ok, bây giờ thanh niên banh chỉ bắt được ở kim cương thôi nên mình phải mượn đường kim cương để mình đi các bạn ạ. Ây da, vườn thanh niên banh bọc bằng đá. Ok, bọc bằng đá mình phải mua cái cúp rồi. Nhưng mà bây giờ mình có đội quân này rồi, mình không có lo ngại gì nữa. Mấy cái thằng này nó sẽ quýnh phụ mình các bạn ơi. Ok, mà thanh niên không có nhà nè. Banh pha hôm, banh xa nhà các bạn ơi. Vậy thì mình mượn nhà banh. Banh là một cái đường đằng sau ấy. Đúng rồi, Khang biết mà, này Khang thấy mà. Kìa, ôi ơi, con golem này bắn không bắn được vàng ấy. Dĩ nhiên rồi, bất tử mà, trời ơi, còn gì nữa đâu mà khóc dưới sầu. Ok, chưa. Trời ơi, anh Niên này có cung đó các bạn ạ. Là anh Niên có thể bắn được mình từ xa đấy, nguy hiểm. Ok, đây chạy qua nhà mà đập giường rồi đấy. Cũng biết bây giờ bánh cho con này ăn sắt nó có đi nhau. Có đấy, bánh nó ăn sắt thì nó cho bánh ăn đấm. Ok. Còn đó em cho nó ăn rồi nên là nó là của em. Ok chưa. Đây rồi. Úi dồi, ăn dính luôn kìa. Ngảo dữ à. Mấy con đâu rồi, để của Khang gờ đâu rồi. Ra đây rồi đỡ đạn giùm đệ giùm anh Khang gờ coi. Tụi này nó toàn chạy sau lưng mình thôi các bạn ơi. Đó chưa, rồi đố bắn được á. Mình phải đứng yên một lần để cho tụi nó chạy lên bạn ơi. Chạy lên đi, sao tụi mày đứng yên hoài vậy. Để chạy lên hỗ trợ chứ. Ồ, bắn đỉnh á. Chạy đâu đây. Rồi đó, mình phải nhặt MG, mình mua NP thôi bạn ơi. Chứ anh Niên này, vậy là không được rồi. Niên này dùng cung, tôi khiếp mình bạn. Không được, Niên chạy đâu nhỉ? Niên chạy đâu rồi? Chạy về nhà đúng không? Chạy qua đây là đi rồi bé ơi. Niên này uống hút chạy nhanh. Muốn chạy trốn hả? Đứng lại. Nhưng mà Niên chạy nhanh thì các bạn ơi. Oh my god. Ô, bắn trúng golem.
Đây rồi, đứng lại, đứng lại. À, NP, NP, NP. Đứng lại bé ơi. Chạy không kịp đâu. Ây. Bắn đi. À, đây rồi, lên đi. Ôi, sao tụi nó quay về nó là ảo thế nhẹ. Tụi này nhiều lúc nó làm mình thất vọng lắm bạn ơi. Ok. Ơi, sao lộ rồi, tôi luôn rồi. Ảo thế nhẹ. Hỏi mặt ra căng à. Em quăng NP là sau lưng Van không thấy à? Không thấy. Sao lưng kìa. Ô, dưới đường kìa. Đang tính dụ thanh niên các bạn à, thanh niên giết được mình rồi, cay nhờ. Mình phải có kế sách các bạn à. Nhưng mà giờ mình không có Emigo làm gì mà mình đi làm được cái gì đâu ta. Ok, mình sẽ mua táo vàng. À, mình mua cung mình bắn lại. Nhưng mà bây giờ mình mua cung thì bắn một cái thanh niên sẽ chết vì cung chứ không phải chết vì golem mà. Mình đang muốn thanh niên bị golem đánh à. Như kia nào, ui giời ơi, màu đỏ. Ủa, cái đó nhà đen mà ông nội. Màu đỏ là em thấy màu xanh, màu đỏ. Đại ơi, có ngon thì trực diện đi, có ngon thì đấu trực diện với em nè, em sẽ không dùng golem để đánh anh đâu. Được rồi, bỏ golem á, bỏ ra đi á. Đi, đi, đây, đây, dừng lại đi, xuống đây, ra đây. Ra đây, em cho tụi nó đứng yên, ra đây. Banh phải ra đây để em cho tụi nó đứng yên. Thì banh vậy mà mới giữ lại như đây. Rồi đấy, nè, đây, cho đứng yên rồi nè. Rồi đấy, rồi. Rồi, đứng yên rồi đấy. Ok, kìa, sao con này nó không đứng yên, rồi đấy, đứng yên rồi đấy. Ok chưa? Tôi đã thử xem nó có đánh không á. Đây. Đây, nó gọi đứng yên mà. Đây, ok chưa? Em là Winston. Đòi nước không. Đòi nước cũng không. À, đứng lại. À, của anh thanh niên có NP à. Ở đâu á? Đi chơi cung nhiều quá nhờ. À, luôn. Tập hết mũi tên rồi. Đã nè, ừ, cứ bắn cho hết đi, cứ bắn cho hết đi bạn nè. Thực hiện đi, đừng có trốn. Em không có trốn đâu, em không có trốn bao giờ đâu. Thì bắn đừng có bắn cung nữa, có ngồi solo tay đôi đi. Có ngồi đây solo tay đôi đi. Trời ơi, chơi cho bắn cung. Qua đây, qua đây. Ai, ai chơi bắn cung, ok. Không bắn cung nữa. Đây, em cho tụi nó đứng nè, em cho tụi nó đứng nè. À, lừa à, lừa à, lừa à. Ê, tôi bảo nó đi á. Em không biết đâu, em không biết gì hết á. Em không biết gì hết á, nó tự đánh đây. Ai biểu bắn đánh nó gì? Ai biểu bắn đánh nó? Rớt xuống đi, ok. Ôi giời ơi, ôi giời, quăng NP làm cái gì? À, tụi nãy lên đây, tới đây luôn nè các bạn ơi. Ghê không, trời ơi, binh đoạn mình hơi bị đỉnh. Ok, thôi thì nói chung là ngày hôm nay tụi mình cũng đi, mình cũng chỉ có muốn là cho mấy thanh niên này gọi là bằng mấy cái con gọi là golem sợ tiếp gọi là siêu bá đạo của mình luôn. Sáu mua các bạn gõ hai cái thôi, mấy thanh niên liền cũng có tẻo liền các bạn ơi. Đấy thì ok, mình hết rồi, thì các bạn thích video này của mình thì đừng quên cho mình một like nè, đăng ký và đừng quên là cái chuông, các bạn đăng ký và chọn tất cả để không lỡ video mới tới kênh YouTube nha mọi người. Nếu các bạn nào thấy mày là mấy cái anh golem gọi là sợ tiếp này của mình mạnh thì đừng quên là comment dưới nha. Ok, cộng giờ đi. Hẹn lần sau, bye mọi người. Bye bye. Bye bye. To the A, to the A, to the N, to the G. Khó khăn thì tên này chí. Đi tiếp tao sợ gì? Vì anh này nút thêm và luôn có nhau. Khó khăn, nỗi đau, lập ra kênh YouTube bằng đam mê và nhiệt huyết. 2017 chính là lúc anh bắt đầu.